Hi, xin chào tất cả quý vị và các bạn đang xem kênh Mr. Black Vlog. Hôm nay mình sẽ đi lội bùn một bữa, đi đến một cái nơi để mà mình bắt cá. Cái này là sơ bộ để mình quay để cho mấy bạn xem cái khung cảnh này ấy thôi ha. Tiếp theo thì mình sẽ đến địa điểm và mình đánh bắt và mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Hãy đợi nhé. Hai. Và ra bây giờ là đến hồi kết nha các bạn. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, like, subscribe và chia sẻ cho mấy bạn khác cùng xem nha. Vâng, đây là toàn quang cảnh của mấy anh em hì hục từ sáng giờ và chuẩn bị thành quả sắp đạt được. Đây. Mình sẽ chuyển ấy cho các bạn xem. Toàn cảnh thành quả của mấy anh em sáng giờ vất vả và thu gọn lại còn bao nhiêu đây nè quý vị và các bạn. Đó, thấy các bạn thấy chưa, một con cá. Nào giơ con cá lên coi bạn mình. Đây đây, còn cái anh này là người vất vả nhất nè. Anh tối ngày hồi sáng giờ là anh ngồi trên xuồng với là anh đi lấy nước, mà anh đi lấy nước cả buổi, lấy nước với lấy cơm cả buổi. Vất vả nhất. Nếu mà không canh chỗ này lại cá nó nhảy ra chứ không? Phải không? Hồi nãy giờ nhảy ra mấy con anh. Một đội ngũ rất là hùng hậu, không có cá là cũng được cả khoảng 700 kg thịt người. Đây có anh em này là nó vất vả nhất, là nãy giờ nó lội vô giữa đám mà nó cắt lục bình. Quý vị và các bạn chào coi, chào nói chuyện với mọi người, giao lưu với mọi người vài câu coi anh. Mày nói trước khi lội xuống cả cầm tay và cả kiểm tra là coi nào, trước khi lội xuống cả cầm tay và coi kiểm tra lại coi cả ngón tay không em, cả và kiểm tra lại cả ngón tay không. À, còn có khúc mà mình làm nãy giờ chưa hề hấn gì ha. Rồi, cắt được rồi, đưa đây tao. Ừ, đúng rồi, cắt vô. Lùa ra ngoài không ta? Lùa ra ngoài cá ra hết. Trời ơi, trời mấy cây đang trốn ra ngoài luôn. Bắt cái nồi cháo nóng lên rồi. Nó về rồi, còn có mình Út Vía chặt. Vô nè, tôi thấy mình xe Út Vía. Động lên đi. Hai cây bự con luôn. Giờ nằm ngâm nước luôn. Ngâm cho nó nở ra. Canh sủ nó kéo hai đám cái gì nữa chị. Lên đi,
mình kéo cái viền viền trên vô á, mình kéo cái viền trên vô á, nó nhẹ, nó bắt đầu cái mình gom máy lên. Đây cái anh này, đây anh này là anh có công đồng nhất. Này đóng miếng nước vô cho nó ấy không. Cái lưới nãy anh nè, cái lưới này hả? Đó. Bỏ vô để dưới rỗng. Nó chết hết. Để nó chết. Chú Toàn kéo cả này nè, nó kéo đi quên đường. Tiểu quên phải không? Đưa đưa chú Toàn. Dỡ cái phao đó lên em, để nó ra em tính. Ừ, cầm nó lên vậy đó. Ông liền đứng chụp 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 vài móng được chân một cái. Nó mình nắm gì dưới mình phăng vô chứ. Nè, bị muốn vô nè, mấy ông ơi. Đi lên nè. Đi lên. Rồi, để phao lên. À, 10 người mà có một cù vậy là làm nguyên cả buổi sáng. Vất vả. Không biết là được mấy tấn cá này. Xe tải đang chào lắm anh. À, ngày nghỉ lễ, ngày người ta đi chơi mà mấy anh em sợ Covid nên lủi xuống sông xuống rạch túm bắt cá trốn Covid. Em ghi lại gì cái ấy này là nó đó. Ờ cái gì đó. 2-3 vô nè. À, em kém cái đầu đó vô đó em trai đúng rồi đó tính. Nhảy đùng 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 mất dưới không muốn rồi sao không nhảy. Anh nhảy đùng đùng như có đam mê hết rồi. Anh Toàn lên đây được hả anh Toàn? anh lên đây được rồi đó. Anh nãy giờ em thấy anh rồi còn không á. Mới bay được cá. Tới giai đoạn cuối phải không? À, sẵn dịp này là anh em trục vớt lục bình luôn thấy không? Một công đôi việc. Đây đây. Giả lên coi, giả lên coi. Đây, đó, to luôn. Còn một con nữa. Còn miếng nữa mình thu hoạch rồi đó. Bắt nó ra đây nè, bắt nó ra đi anh lấy cái cọng dây anh ấy nó cho nè. Đây đây đây. Kéo này luôn đi. Thu lưới vô á, đeo lần lần lại đây. Từ từ. Con ếch này mà con nó xảy ra là ông xác định với ông đó. Đây. Cho ông cái gì? Nó đây. Chà phá đây. Để làm cái tầm. Đây. Ai quên đấy. Đây nó đây cả bàn tay mà để xuống đo cái kéo theo. Thấy chưa? Đây, đây con nữa.
Ê, đổ cái cá đó ra, ấy lấy cái tụng này mình đừng ít được không ta? Chút xíu nữa đi. Ta. Rồi. Thôi để đem qua đây đi, đem qua đây đi. Rút đi, rút đi. Thôi đó, nó bánh chua đó. Cái đám này mà hết rồi, không còn gì là lại quá. Đi đi, đợi kỹ nó nè. Nướng mà nó còn dài thuốc ở ngoài á. Trời ơi, nóng. Có chừng á, có chừng á, nó đâm cái thấy bà nội á, quăng quăng vô cái xuồng, bẻ gà nó hết đi không anh Tục? Sao mà không lẽ nó nằm ở dưới ta, em thấy cái đầu dưới nó chì nặng lắm á. Có chừng vô con cá hô mấy tấn á. Ôi trời ơi, giục con về nó ra luôn, tôi mới giúp. Đã tính cho bao được cá mà. Bao dẹp con cá ở đây coi. Kiếm cái sợi dây đi mà. Đây là cái sợi dây lạc đi. Mới rớt ra đây. Quá, đi từng khúc sang lại, lụm ra nó từ bắt từ lại. Rồi nè bạn ơi, móc ra đi. Đây, giây phút chờ đợi bắt đầu. Đó đó. Một bọc xịn đây nè. Ồ. Đem vũ ra. Cá lóc. Trời ơi. Trời ơi con đẹp. Trời ơi. Ăn trên luôn đi. Lụm cá coi. Giơ lên cái coi nhân. Đây cái coi nhân. Đây đây đây, chụp hình cái coi. Đây đây đưa đưa chụp hình cái nè. Giơ lên. Rồi. Đâu? Con lươn. Nhìn mặt nó biết rồi. Không được. Lươn. Lấy lấy đồ em vô. Lấy cái tụng lưới vô. Đoạn. Rồi rồi ê ê ê. Rồi rồi. Nắm lại. Lấy con ngón giữa xiết nó lại. Trời ơi. Rồi rồi lẹ lên. Đây đây đây. Đây chụp 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 hình cái coi. Cầm lên. Bao lủng. Nè. Bao lủng á, bao cái bao lủng á, lấy cái ấy lưới kia kìa. Cái bao đó bao lủng á. Nắm cho đây đợi. Ăn luôn theo bự nha. Ê ê, trời ơi. Nè, bên sao kìa. Trời ơi đủ. Rồi. Trời ơi. Sáng cái là ấy à. Ê con đây. Rồi nè, con cá đó con luôn. Chi nãy giờ nhúc cái giò. Rồi. Cha luôn bự quá. Rồi đưa anh Toàn anh treo xuống ấy đi. Thôi đừng treo. Cá thì. Trời ơi. Cự. Đi. Bắt mày hí cho mày đâu có đuôi đâu mà sao giục cái ta thấy. Đó, cá lóc, con cá lóc. Đây, đây, đây. Cầm tới ngay ổ cá lóc luôn, cá lóc bông nghe các bạn. Quá trời luôn. Đây. Ngay ổ cá lóc luôn. Cái bao lủng rồi. Cái bao đó lủng, lấy cái kia đi. Giá thằng nào giữ cái bao đó, bao lủng thì tôi bay chơi. Lắc quá cái cục. Nè, lủng đi nè. Buộc lại, buộc lại. Mày cá rồi. Bay với bờ ngang rồi. Trời ơi. Trời ơi. Mà đứng ngay ngay tâm điểm luôn. Mẻ này vô rồi, mẻ mình vô nặng. Thôi vậy được hai cũng được ha. So với công lao được nào canh chua rồi cũng được phải không? Thấy con
bao đi giăng lưới sáng giờ chắc khoảng 3 bao rồi. À, có cái ôi nó con cá chốt biết nói nè anh em ơi. Mình thử đi. Rồi biết cái cảnh. Cái chốt này, cái chốt nó cái sọc nó kỳ ha. Nghĩ lên, nghĩ lên, lụm ba cái lát rồi nha, phụ nè. Có con cá thác bát kìa. Cái sạc. Sạc là tho. Không ngồi đâu, ông dám bắt. Ê, con cá phi cho ba lửa luôn. Đây, 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 đây. Trời ơi, đây, thằng Hà đây nè. Trời ơi, thằng Hà luôn á. Vô rồi, vô rồi. Giặt bớt sợ nồng. Có con ếch nữa hay nhỉ nồng? Có con ếch nữa hay nhỉ em? Con ếch hay là cá ốc? Nè nè. Đừng máng máng sao đứt con dây. Không, con dây này dễ gì đứt. Lộn cá vô. Hay. Có vỏ hả? Ừ, cái chốt nè, cái chốt nè. Rồi cái bao gì kỳ vậy? Bắn cá bắt cái này. Cái chốt này vô em ơi, bắt cái chốt trước này vô em ơi. Trời. Kéo lại giùm hai lẹ. Chốc đâu ta? Ủa chốc gì đâu mà nó còn gần căng kết đấy luôn anh em ơi. Cốc chúa. Còn nữa không nồng? Còn em lâu lâu đây còn có sâu 1 mét nữa không à? Hả? Sâu 1 mét nữa không? Không đâu. Hết rồi đó. Bữa nay con cá chốt là gì ta? Bóp đi. Nếu mà nó nhất là cá chốt đó. Ồ, cá phi đó chà bá lửa luôn. Có chừng nó đẹt ấy tay đó em trai. Bóp mạnh vô. Chính thực thôi. Nội nó leo vô đây nằm đây nữa. Dắt chứ. Dục vào vô em ơi. Vô. Cái gì? Cốc đâu nguyên cốc nữa. Hết. Đâu chết cốc ăn hết. Chúa đây nè. Nguyên bọng bọng. Sao bắt cá trốn luôn không? Nó mẻ nó nhất còn dưới á. Vì cá còn dưới bụng vậy. Có nằm đâu cái chết. Cá còn ráng vài con nữa. Mà bọn thì gì không? Chết nổ, nổ lắm. Đâu? À, con cá chốt nào, con cá chốt nấy biết nói luôn ha. Để gai nó trước em nọng. Mày lên tao vũ từ từ lên sạch luôn cái gì đó. Mò cực quá. Giờ thử cái con nhiều không? Nó nói vậy. Trời ơi. Sảy. Bao tay nãy bỏ mấy em kia rồi, lộ qua bên kia lấy bao tay đi. Mà cốc giữa thì chứ. Vậy nãy tụi bay thấy cái đầu cốc, tụi bay lên đầu cá chê nè. Đây. Thành quả là nhiêu đây nè quý vị và các bạn. Đây. Đóng cái chốt nè. Con rớt. Đây là con lươn chà bá lửa. Lươn ấy luôn hả? Ngủm luôn rồi. Quay quay đi hỏi người nào mừng cá rồi chết nữa. Đây 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 mình tiếp. Video của mình đến đây là kết thúc. Nhờ quý vị và các bạn hãy nhớ nhấn like, subscribe, chia sẻ để các bạn khác cùng xem nha. Hãy nhớ đón xem kênh Mr. Luck Vlog trong những video lần sau nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau. Bye bye.